Chào các bác, rất vui lại được tiếp tục giới thiệu cho các bác cặp loa rất là chất của Nhật, cặp Diatone 97C. Clip này em sẽ phối gửi đến các bác cùng với con Omni PNR cũng của Nhật Bản, PNR 717. Cái dòng 717 này thì em bán phải đến vài trăm con rồi, cho nên là rất là nhiều anh em mong muốn là muốn nghe thử chất âm của con 717 với cặp Diatone 97C này. Thì hôm nay em sẽ làm clip riêng để ghép cái bộ này. Thì cặp 97C hôm nay thì rất là đẹp các bác nhé, đẹp zin hết, zin từ gân luôn, thùng quách đẹp. Cặp loa này cao khoảng gần 1 mét, trọng lượng là 40 kg một chiếc, 41 kg một chiếc, sản xuất tại Nhật khoảng tầm năm 84-88 khoảng đấy. Đấy, sở hữu bát 31 nha các bác nhé. Cặp loa đẹp long lanh luôn, thành quách từ thùng thì cực kỳ chắc chắn, to nặng gấu. Còn đây là con PNR 717, con này công suất tiêu thụ thì 270W, con này nó chạy hai biến thế nguồn độc lập, chạy kiểu dạng monoblock các bác nhé. Đấy, những cái cấu hình mà full của Nhật như này thì không phải mỗi em mà rất là nhiều anh em thích, rất là nhiều anh em đón nhận, bởi Nhật thì nó đi đôi với cả cái sự chất lượng nồi đồng cối đá. Tâm lý của anh em chơi bao giờ cũng vậy. Đấy, hai biến thế nguồn này các bác nhé. Đấy, thì với những cái cấu hình này thì anh em có thể sở hữu và sưu tầm, cái giá trị sưu tầm và giá trị gọi là nghe và nhìn thì rất là cao luôn. Đây, đằng sau con Omni 717, 717 thì em về cũng rất là đều và nhiều. 97C đây các bác nhé, cặp loa đẹp không chê vào đâu được, vẫn còn nguyên niêm phong ốc 97C. Không phải tự nhiên nó làm nặng là nhà này đâu các bác, nó nặng nó liên quan đến cái giá trần. Thường những cái đôi loa mà nó làm, đặc biệt là những cái loa đường kính bát đã lớn từ 30 trở lên, tức là bề ngang cái đường kính của loa mà 30 trở lên, thì những cái loa thường nó sẽ phải làm nặng, bởi vì những cái dòng đấy thì bát nó xuống nó rất sâu, mà nếu không làm nặng thì khi các bác đánh nó sẽ bị trượt, bị xi nhê đấy, kiểu dạng như thế. Và đánh nó không đạt độ tĩnh thì nó sẽ bị rè, nó sẽ bị rung đấy. Cho nên thùng quách nó phải làm chắc chắn, và quan trọng nữa là thùng quách chắc chắn thì là tạo được độ tĩnh của loa bát đấy. Rồi quan trọng nữa là những cái driver bát, đặc biệt là những cái dòng của Diatone với ông cô, nó vừa to mà gông nó là gông đúc, do đấy nó rất là nặng. Rồi đương nhiên là phải bắt lên những cái thùng, nó phải có gọi là cái độ dày, độ chắc thì mới chịu được lực. À, như vậy bây giờ anh em sẽ nghe thưởng thức thử nhá. Còn anh em nào mà đang có những dòng âm đi piano thì có thể là liên hệ hoặc xem chất âm thì nó cũng có phần xem. À, cấu hình này anh em có thể kết hợp thêm quai hoặc vang để hát. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Thank you.
lòng như